Mến chào quý cô chú anh chị và bạn đang chọn xem clip của Pháp Thái TV. Hôm nay mình đến nhà vườn của anh Sang ở Tân Chuông, Lê Vương, Đồng Tháp. Có một số hoa mẫu đơn muốn giao lưu tới toàn thể quý cô chú nha. Gặp anh Sang để biết thêm thông tin nhau bà con. Rồi chào anh Sang, Sang ơi. Chào bà con, chào anh Thái Thái, chào bà con, chào con đến ủng hộ em trong thời gian qua nha. Thì hôm nay em cái gì một số hoa mẫu đơn cũng như là miếng hồng, vàng Pháp với cam cam Đài Loan, Cà Mau. Mã đầu tiên là cây miếng hồng em. Mã số 1, Mỹ Hồng. Cây 1 cốt. 1.3, cao 1m3, tán ngang. Tán ngang 1.3, tán ngang 1m3 luôn. Đó, cây phơm tàn 1 cốt giót đọt nha bà con. Còn này chín rồi con. Đế này thấy nhô nhô ha. Ừ, đế này là trời ơi, đế nguyên một nồi luôn nè. Này thoát thân cỡ 2 tấc quá. Thân 20. 20. Mã số 1 em luôn bà con là 500k. 500.000. Mỹ Hồng, mã số 1, đổi cây luôn. Đổi cây luôn. Lên tiếp theo, mã số 2. Cây Mỹ Hồng luôn. Bao sống bao ship nha bà con. Chiều cao. Cao 1.2, cao 1.2, tán ngang. Ngang 1.2. Cây này lên nụ nha con. Cây này có đế có củ nha con. Cây đặc biệt tính ha. Tươi xanh. Cây này cái đế nó cuộn luôn nè, này chưa khui nha con. Quanh thân ngôi này, thân này có rộng hơi lắc tí ha, lắc xíu. Có thân 30 này, chia cành có gióp độc nghe bà con. Có đúng là 500k, bao sắp vào giúp bà con nha. 500.000 mã số 2, đổi cây luôn. Lên tiếp theo, mã số 3 vẫn là Mỹ Hồng. Ê, có cái chậu, cái bầu nó không vừa, nó không vừa cái chậu nó bị lật. Để đứng cái số 3 Mỹ Hồng. Rồi chiều cao luôn. Cây này nó có hai tầng. Cái này cái tầng to chéo tầng thấp rồi bà con. 1.3, cao 1.3, tán ngang. Ngang cũng cỡ 1.2, 1.3 luôn quá anh. Ngang 1.2. 1.2. Đây Mỹ Hồng nè. Nó có hai khớp nè. Đây dưới đây một tầng, đặc biệt lên nụ nè. Cây một cốt á. Cây nào có đế có củ nha bà con. Cốt này một cốt sạch nha bà con. Đó, đủ củ đế người ta không làm nha. Đó. Nè, đế nè. Nôm. Đây là khoảng 10, mình gửi con tính 10 nha. Đế nó còn một cục dưới này nè. Có thân một cốt lên túa cái tàn ha. Số tàn 25. Rồi giá mã số 3 luôn nè. Là 500k. Rồi đó cây luôn. Cây này phí ship nặng nha bà con. Này, ship khoảng trăm mấy rồi con. Rồi tiếp theo, mã số 4. Số 4. Vẫn là Mỹ Hồng. Cao 1.2, tán ngang. Ngang 1.2 luôn. Cây này dán tầng thông rồi không? Màu cốt đánh đúng nha. Màu cốt giống nha. Giống đọc luôn. Cây nào mình cũng có đế chứ nha. Đó. Nè con. Mình 10. Đây đây cái đế nè, nguyên cái cổng đế lực nè, mình chưa khui nha. Thằng 20. Rồi giá luôn đây, mã số 4. 500k. 500.000. Rồi đỡ cây luôn. Lên tiếp theo, mã số 5. Số 5 vẫn là Mỹ Hồng luôn. Cây này thoáng nha. Cây này thoáng nha. Cao 120. Ngang 120. Đây, lần nụ kẹo búp hết trơn. Cặp cái cây tại có cái cây đặng cho giữ cái thân nha bà con. Qua 50. 10. Này cái đế cũng tứ diện luôn nè. Luôn này cây nặng có đế rồi con. Cái thằng 40. Rồi giá luôn đây. Cũng là 500k. 500.000. Mã số 5, đổi cây luôn. Lên tiếp theo, mã số 6. Cây này chân dài ha. Chân dài. Thằng cái nhỏ chân dài rồi con. Nghe 100, cao 120.
101. Xe xe xe. Đó, vòng tàn vậy nha con, bỉ hồng. Cây này cũng đang mùa đếm nha. Chuẩn bị so kéo nụ nha. Mùa đếm cũng cuộn luôn. Thân nè, một cốt giót luôn. Ôi đế là nguyên một nồi đế nè. Rồi cho hoành luôn anh. Hoành này chắc cỡ 8 9 nè. 8 quá, 8, 8 đi. Con này đế nổi nè nha con. Được. Nè. Nó thân 50. Rồi giá lên đây. Cũng là 500k. 500.000 luôn. Cây này cái đế quái luôn. Tới tiếp theo mã số 7. Nó già khẳng luôn rồi. Cây này quá già luôn rồi. Mã số 7. Cao 120 cao mét 2. Rồi xe anh sang. Đó, phồng tàn vậy đó nha bà con. Đặc biệt cây này lên hoa ha. Cái này quá già luôn rồi. Thân đó là thân một cốt giót luôn. Vành này tới 12 nha. 12 rưỡi tính 12 ha. 12 mình có cũ rồi con. Đó, nguyên một cái nồi dưới này chưa khui nè. Này thoát thân cỡ 3 tấc không anh? 3 tấc. Rồi giá mã số 7 luôn anh ơi. Cũng là 500k luôn. 500.000 luôn. Cây này phí ship hết trăm mấy rồi nha bà con. Trên 100.000. Giá bèo là trên 100.000 tại quá nặng rồi. Mã số 8. Mã số 8. Cái họng nha, này nó lùng lực chứ bà con. Cây này phong tàn đặc ha. Chiều cao 101. Tán ngang. Ngang 103. Rồi xe xe anh. Quá xá cái cây này nó sung rồi. Cây này tỉnh bơ ha. Tỉnh bơ luôn. Mình bứng hơn. Bứng không gầy vài ngày hả? Đúng rồi, lúc nãy em bứng cái từng lễ này đó. À, về anh thần lại ha. Để thần lại cho thần mẫu cái gì nè. Rồi, gửi cho bà con là cây ok ha. Cây này cái đế quái nữa nè. Quái nha. Đồ này cây nào cũng có đế cho nhau bà con. Cái này có cái cây này, nhổ cái cây này lên là nhìn cái đế là đẹp liền. Nè. Rồi, ổ cái đế nè. Này về hàng tương lai ha. Đây là 10 rưỡi, mình tính 10 nha. Cái đế nè. Rồi, cái này thoát thân luôn đây. Thoát thân 2 tấn ha. Khoảng 20. Rồi giá mã số 8 luôn. 500.000, mã số 8. Rồi đổi cây luôn. 99. Mã số 9 vẫn là Mỹ Hồng. Cây này có form tàn gom ha. Gom. Rồi chiều cao luôn. Cao này có 1m3. Mét 2, ngang mét 2. 1m2, ngang mét 2. Đây cái Mỹ Hồng dừng. Mỹ Hồng cũng lên cái hoa sung rồi nó vậy nè. Cái phần tàn này về mình vô dây là ok ha. Chi cạnh nó chia gom lên vậy nè. Cây nào có đế có được mà còn nó. Thì đế nè, đế quái luôn. Quỳnh thằng 8. Này cái cộng đế nó quái này, nó lắm. Có thằng cao gì Quỳnh nhỏ rồi con. Đế nó tứ diện chừng. Có thằng 38. Rồi giá mã số 9 luôn anh ơi. Đúng là 500k. Tao sống cho bà con, bà giúp bà con luôn. Rồi xuống cây. Tiếp theo mã số 10. Cây này cái form tàn quá đẹp luôn. 1m1 chiều cao. Ngang 1m3. Cây này đang kéo nụ anh. Đây nụ nè. Cây này về tới nhà bà con là Tết, cây này Tết, hàng Tết. Cây em ở Tân Dương, Dung Đồng Thái bà con. Số gọi em là 0907444316 cũng là số Zalo em nha. Cây này anh búng về anh thuận lợi mấy lên bán một giá đó thì bà con nào có chọn số nào thì cũng đồng giá rồi con. Lên like là cho bà con yên tâm ha. Mình gửi cây nó cũng ổn định luôn. Để đó cái này đi, dưới cùng sâu quá thôi đi. Để cái này đi. 10. Phần thân 10 này. Ở dưới có thể ngủ không nè. Đây cái cổng đế nó đây thấy rồi nè. Không có làm nha. Cổng đế đây nè. Này cây này đế cùng cuộn tay xưa trồng trong chậu ha. Chậu. Chậu cái thùng đen á. Có phần 20. Rồi giá lên đây. Cũng là 500k. 500.000, mã số 10. Rồi đó cây luôn. Mã số 11 cũng là cây mỹ hồng nha. Mã số 11, cây này cái form tàn đẹp ha. Cái đợt này dễ toàn như toàn phong rồi con. Cao 120, ngang 120. Cao mét 2, ngang mét 2. À. Cái nào có đế chứ không? À. Ồ, cây này cái cổng đế nó làm ra nha. Đế nó lực nè. Hoành 10. Thằng 9,5 à. Mà 10. 10 đúng 10 luôn. Đây là cái cổng đế nè. Số thằng 30. Rồi giá mã số 11 luôn. 500k luôn. 500.000. Rồi đó cây luôn. Mã số 11. Đặc biệt bao sống bao ship. Cây này về tới nhà bà con thì cứ yên tâm ha. Bà con cứ chỉ coi lại hả tốn tiền nha. Mình kiểm tra cây ha. Kiểm tra cây luôn.
Rồi, mã số 12. Cao 130. Cao 1m3, tá ngang 1m2. Cái tầng thông rồi con. Đó, chỉ cần đóng đều hết. Nhưng mà cái này mình dễ mình banh cái là các đẹp nha. Mình đi 2 mâm. Cây nói chung khỏe nha bà con. Đó, cây nào có đế cho bà con. Sau cái này cái đế cái chảy cộng đế ra vậy nè. Nói chung cái bầu này chưa khui nha bà con. Về bà con trồng khỏe. Bệnh 11. Rồi, này thoát thân luôn. Một cốt sạch nha bà con. Thoát thân 25. Lên chi cạnh gom 500 ngàn, mã số 12. Lên tiếp theo mã số 13, vẫn là Mỹ Hồng. Cây này tàn thâm luôn ha. Thâm luôn rồi. Lô này tàn thâm nhiều mà con. Cao 130. Cao 1m3, tới ngang luôn. Ngang 1m2. Đây đây đây, cái đọt nó xanh xanh mà nó tỉnh bơ nha bà con. Cây đủ đấy mà nó. Một cốt giót đọt luôn. Nè. Đủ đấy, sống luôn. Đó. Rồi rồi, để quái luôn rồi nè. Cây này mà anh làm cái bầu anh chỉnh sửa lại ha, là nhìn cái đế chị không nói luôn á. 30m. Thân này nó hơi lắc một tí ha. Ừ, lắc rồi nha. Có thân 20. Đây đây đây, cái đế cây cây này nè. Cái này còn bên đây một cộng lực bên đây nữa nè, tại vì chưa khui cái bầu. Rồi giá mã số luôn anh ơi. Đúng rồi, 500k. 500.000, mã số 13 luôn. Rồi đó cái luôn. Cái đây nè. Lên tiếp theo. Mã số 14. Mã số 14. Vẫn là Mỹ Hồng luôn. Cây tàn này nói chung là tròn do luôn. Chiều cao. Cao 130. Ngang 130. Bùng hoa lên. Cái này lắc lưỡng nhiều con. Kéo nụ nè. Đặc biệt cái phơm tàn nó một cốt giót đọt nha. Nè, nó giót lên tới đọt chủ đây nè. Nó làm để bư lên. Ồ, cái thân hơi lắc ha. Cái bộ đế gì dữ à. Cây này. Thân nó lắc về nó đẹp nha bà con. Nó lên đây chi cành. Khoan để cây này anh cắt cái đế, rồi, cắt cái cọng băng keo này cái nữa coi. Tại vì không có làm ra. Cây này hình thú luôn. Đây 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 nè. Đây nó nguyên một cái nồi đế rồi nè. Quá xa. Quanh 10. Quanh 10. Có thằng 30. Rồi giá luôn. Cũng là 500k, bà sống rồi ship bà con luôn. Rồi đó cái luôn. Gọi là 0907484316 là số luôn nha bà con. Lên tiếp theo, mã số 15. Rồi. Cây tàn thông luôn. Cái này cũng như là cây gì mình đấy, như là miếng con tiền nó vô là cây nó em vào đâu. Mã số 15. 130. Cao 1m3, tá ngang luôn. Ngang 1m2. Mỹ Hồng. Cây một cốt, cây nào cũng cứ có một cốt chủ giót tới đọt nha bà con. Đó, cũng đấy là nghe bà con. Đó, mình bươi lại nha. Bao ghế luôn. Trời ơi, nguyên cục thịt nạc nè. Đây nè. Cái này lấy kéo cắt cái nữa là thôi mình tại đẩy gì thôi. Bây giờ vừa hết ra cho nó kẹt phải xíu. Nó hoành 9,5. Nè, nguyên cái đế nó chạc ra tới ngoài này nè. Rồi cái này thoát thân luôn anh ơi. Có thân 20. Rồi giá. Cũng là 500k. 500 ngàn mã số 15. Rồi đó cái luôn. Cây này nói chung là thần cả tầng là bà con cứ yên tâm ha. 16. Mã số 16. Cao 130, ngang 120. Cao 1m3, ngang 1m2. Cây này được tơ nó lên là quấn về là nó sung là lá nó xanh vậy nè. Chẳng có đế chứ nha. Đó. Rồi cộng đế nó chảy nè. Cây không có làm cái nha. Cây em chưa làm đế rồi lắm. Thấy cây nó khỏe. Có thân 25. Có thân 2,5. Quỳnh này 9,5. 9,5 tính chính. 500k. 500 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Lên tiếp theo. Mã số 17. 17. Ồ, cây này cái phơm tàn tròn do luôn. Chiều cao. Cao 120. Ngang 120. Tròn rồi con. Tròn do ha. Đặc biệt nó có một cái đọt chủ lên tên tới trên ngọn luôn. Cây này cái đế cũng lắc ha. Có đế nha. Đó. Rồi cũng làm ra nha. Cái cục thịt nạc ở dưới nè. Nè. Đô này là cây nào cũng có đế hết. Còn tháng 10. Còn tháng 10, tóc thân 2 tắc đây này. Còn 20. Rồi giá mã số 17. 500k. 500.000, mã số 17. Rồi đỡ cây luôn. Chúc bà con luôn nha.
Tiếp theo mã số 18. Mỹ Hồng nha. Mỹ Hồng luôn. Một cốt giót độc. Chiều cao luôn. Cao 130. Nghe 120. Này, cái này lên nụ nè. Xe nụ chân nha bà con. Lên nụ chân nè. À, bút nè. Cái một cốt đàn gom luôn ha. Một cốt giót độc. Này đế chưa khui luôn. Mình đo hảo cái hoành ở đây. Ở trên đi. Chính rồi con, là trên chính nha. Chính. Rồi, kéo cái thắng thân luôn anh. Cây này một cốt sạch nha. 28. Rồi, giá mã số 18 luôn. Cũng là 500k, bà sống một xíu bà con nha. 500.000. Rồi, đó ok luôn. Lên tiếp theo, mã số 19. Cũng là cây mi hồng nha, đó, đã xong rồi con. Cao 1m2, tán ngang luôn anh. Ngang 1m3. Cây một cốt gióc ha. Đọt lên tới đọt chủ luôn. Trời ơi, đế cái này cái bộ đế dữ rồi. Nguyên một nồi đế luôn. Rồi, cho hoành luôn. Hoành 11, hoành 1.5 đến 11 nha. Đây, nó lên tới cái thoát thân này, có 2 tấc cái nó chia cái bóng tàn ra là đều gan. Và đặc biệt cái máy cộng đế lực không ha. Nè, bên đây nè. Đây cái cộng đế chảy lực kìa. Rồi giá mã số 19 luôn. Cũng là 500k. Rồi đỡ cây luôn. Mã số 20 này em lên cam trong Cần Mau rồi con. Này cho quý cô chú nào sưu tầm cái dòng này ha. Này dòng này 5 6 cánh anh sao? 5 cánh, 4 cánh, 5 cánh, 6 cánh, mà cái thần chậu nha. 6 cánh luôn nè. Dòng lạ lạ ha. Số 20. 20. Chiều cao tán ngang luôn anh. Cao 60 đi, khỏi cái này khỏi tán ngang nó nhỏ quá, ấy quá. Tán ngang này cũng cỡ 5 tấc đi. Cây thần chậu ha, rễ nó ra như giá. Bản thân 30. Bản thân này 4, bằng 4 nha. 4 đi. Rồi, giá mã số 20 luôn. 250k. 250.000. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 21. Trăm Cà Mau nha bà con. Cái thằng chậu nó gì cái mình trưng Tết cái gì mình được cái cây mình chơi luôn. Cao 60. Ngang 50 đi. Hoa nó to rồi nè, 5 6 cánh. Này à, để ở cửa mát cái bụng không kêu. Thằng chậu thoát thân có khoảng tấc đi. Này 4 5 đi. Cũng là 250k. 250.000 bao phí ship luôn. Rồi đó cây luôn. Mã số tiếp theo, mã số 21. 22. Cái này sao tàn xè như cái quạt ha. Cao cũng 60 luôn ha. Cao 60 luôn. Đó, đồng chạng nhau. Cánh rồi con. Nè nè bên đây nè. Đó cánh luôn nha. 5 6 cánh, 5 6 cánh vậy đó. Này thất thân bán tắt thành 4, gãy nó ra nè. Đó, cây này mình chơi Tết, mình chơi Tết cái mình để đất mình trồng luôn nha. Rồi, giá luôn. Cũng là 250k. Mã số 22. Ok. Mã số 23 quá bồng. Trời ơi, còn thấy cây có chút xíu thấy bông hết cái tàn luôn rồi. 50, cao 50. Bồng quá bồng. Cao 5 6 tấc cái này mình để vô cái chậu rồi thôi. Màu cam cam này, 5 cánh nhiều lắm. 5 cánh 6 cánh luôn nha. Chậu đỏ đỏ cái vô phần luôn. 6 cánh luôn ha. Cánh cái trong trống đó. Này thất thân cao ha. Cây này thất thân cao. Thất thân 25. Này hoành cũng 4 luôn đi. 4 đi. Có là 250k. 250.000. Mã số 24. Cũng là một cây cam Cà Mau nha. Cao cả 60 ha. Cao 60. Nụ nè, đọt nào cũng gà nụ chân nè. Cái này thất thân 2 tấc đi. 2 tấc hoành cũng 4 nha. Rễ nó gà như giá rồi nè. Cũng rồi. Là 250k. 250.000 luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi em lên cây vàng Pháp nha, vàng Pháp thần chậu mà con. Vàng Pháp. À cây này là đang mới thần chậu nha, mới vô chậu thần chậu rồi nha. Cái này là gì là mình để chơi luôn đó. Tàn phong ha, nuôi tàn công. Thay chậu gì hết. Rồi cho chiều cao luôn đây. Cao 101. Cái này khó đâu tới ngang đi. Nè, cánh hoa vàng Pháp đẹp cực kỳ luôn. Bút luôn con. Đó, giờ nó bút rồi nha, nó thần chậu nha.
cái này gì là mình để trên đó búp cái nắp luôn nè. Này trong nắp nó đầm rồi ha. À. Này quành dưới thoát thân. Quành năm đi. Này mình chưa dọn cái đấy ha. Cũ dưới nở ha. Cái thằng 30. Rồi giá luôn đây. Cây dầu pháp mã số 30. Mã số 20 đấy. 45. 400k. 400.000. Ship bà coi nha. Bao ship luôn. Rồi đó cái luôn. Tiếp theo mã số 26. Chắc là vàng pháp luôn. Cây này về dễ về vô dây tạo cái tác phẩm mà... Tại vì cái này em cua chưa nghe, thẳng cho nó khỏe nhà nó giờ đập hết năng hết nữa rồi. Rồi cho chị cao lên đây. 101. Cái này khó rồi, về ngang đi. Đây đây đây, đây mình... cái hoa nè, hoa lên nó búp nè. Cây thần chậu ha. Thần chậu hoa vàng pháp nè, cánh dày xích rất là đẹp luôn. Quần 5 nha. Quần thằng 5. Để này cui xuống còn sâu. Thằng 38. Rồi giá luôn đây, mã số 26. 400k 300 chiếc bà con nha. Rồi đó cây luôn. Nhiều chơi cái mà gì mình để dưới đất mình tặng một chiếc luôn nha. Rồi. Tiếp theo, mã số 27. Cây này chiều cao luôn đây. Chiều cao. Tại cái này mới vô chậu đó, thằng chậu cho rồi. Cây một cốt là hàng tương lai. 115. Đó, bông nè bà con. Bông vàng pháp. Màu vàng may mắn. Cây này gì mình giữ tới nhà mình phải an tâm nha, mình không sợ nha. Anh thuần lại rồi ha. Thuần rồi. Quành em cũng 5 luôn ha. 5. Cái đế dưới khui là quành lớn nha bà con. Có thằng 30. Rồi giá luôn. Cũng là 400k. Rồi đổi cây luôn. 400.000. Số 27. Số 28. Cũng là vàng pháp. Cũng là cây vàng pháp. Đừng cái vàng đó luôn. Đa 101 pháp. Nói chung cái hàng này anh bứng về anh thần lại rồi. Về cái cây này mà về tay quý cô chú là mình khỏe rồi. Này hoành 5 ha. Hoành 5. Này thoát thân cũng khoảng 4 tắc đi. 4 tắc. Rồi giá lên đây. Cũng là 400k. 400.000. Mã số 28. Lên tiếp theo. Mã số 29. Mã số 29. Phải đâu phải. Ừ. Bằng pháp luôn, cái này chiều cao luôn đây, cây này phôm tàn đẹp ha. Cốt với ngọn nhau không? Cao 101. Nè. Búp nè. Hoa nè, hoa bằng pháp nhìn đẹp ha. Này đang cái, bụng, đang cái này tập. Cái này đo được, anh đo hoành thân thử anh. Cây này cứ hoành cỡ 6 á. 6 mình tính 5 nha. Hoành 6 luôn, cái cũ dưới nè, lô này nó cũ vậy nè nha bà con. Nở nè. Không có làm ra. Là còn sâu nữa. Này khó khăn cỡ 3 tắc không? Thằng 30. Rồi giá mã số 29 luôn. Cũng là 400k. Rồi đổi cây luôn. Mã số 30. À, mình vàng lá bơ rồi con. Vàng lá bơ. Cái này là quý cô chú cũng có người kêu bằng Mỹ vàng Tiền Giang nữa nè. Màu vàng vậy nè, cánh đẹp cực kỳ luôn. Cao. Cao 90. Nó ngang luôn. Ngang 80. Thì nó xè quá cái mà 90 mà tính 80 nha. Lá bơ nha bà con, ghen gì cái lá bơ vậy đó. Cái này là ta, người ta kêu là Mỹ vàng đó. Mỹ vàng lá bơ. Mình 7. Này đế còn khui được ha. Đúng rồi, khui được thằng chậu nha. Nhưng mà em ship là nó bỏ cái chậu nha, không cái chậu này, tại vì nó bể nha. Cái gãy mà nó sung nó lên vậy nè. Này thằng phân tắt ha. Tắt. Cái này là ship em chậu nha, chậu nha, chứ không chậu luôn nha. Rút chậu bó bầu. Tại vì đi là cũng bể gãy chậu à. Rồi giá mã số 30 luôn. 400k luôn. 400.000 luôn. Tiếp theo mã số 31. Cây thần chậu luôn. Vàng lá bơ. Rồi chiều cao lên đây. Cao 70. Ngang 70. Là bông cây này lên nụ quá xá luôn à. Kẹo nụ chứ. Mã số 31. Cây này màu cốt luôn ha. Ừ. Còn sâu nha con, đế còn sâu nè. Này thoát thân khoảng 5 cm đó, còn sâu lắm. Quần này có phải 7 gì quá. 6. 200k, 360 ship bà con luôn nha. 200.000, bao phí ship luôn, mã số 31. Rồi xuống cây luôn. Lên tiếp theo, mã số 32. Những giờ là vàng lá bơ luôn. Đây này cái hoa, quá xa hoa. Cao. Cao 90, ngang 90. Đây đây, cái chòm hoa nè. Cái này mà nó nở mà đúng sức của nó rồi, nó sung ha đâu, bằng cái nón bảo hiểm luôn á. Thần chậu
cái này thì mới em ship, em bỏ cái ship đầu nghe, không có ship cây này một đó. Một cốt nhưng mà lên thân này nó đập được chưa, quanh này ở dưới lớn nha, mình cái này gắt cũng chưa chưa đó. Mình muốn đẹp thì mình để luôn nè, đế nè, nó thần chậu nó nôm vòng vòng rồi. Giá mã số luôn đây, cũng là 400k, 400k mã số này là mã số 32. Rồi đó cái luôn. Tiếp theo mã số 33. Cây đỏ nhung lá nhựa. Cái này gì em chưa có cắt dây nữa nè. Cái lô này em nhiều lắm rồi con, ví dụ con nào mà có chốt đi xe rồi đó thì em đi xe ngay, tại vì cái hàng này cái lô này cao quá đi em không có lên ấy, đại diện một hai cây thôi nha. Này quay đại diện ha. Đại diện thôi, tại vì ở vườn còn nhiều lắm. Nhưng rồi, mà tại mình... vì cái hàng nó cao quá, nó bưu điện nó không có nhận. Rồi mình cho chị Cao đại diện luôn đây anh ơi, có gì quý cô chú nào mà lấy số lượng nhiều thì giao thì, muốn những cái cao cho giao bằng xe ha, có 6-7 có đó nha, nhưng mà tại vì nó quá cao đi, bưu điện nó không nhận, không có lên được. Chiều cao 120, tăng ngang ngang 101. Đây cái cây này đỏ nhung lá nhựa, đặc biệt cái phom tạng nó gom vậy nè, đóng chỉ cành nó gom một chỗ một, cái này đế chưa khui, nói chung là mình chủ yếu đỡ hoành hoành thôi, để đế luôn mà thôi, đỡ hoành thôi. Cái này lên là đại diện có hai cây rồi nha. Quành này cỡ 8-9 nhau. 9 á. Quành thân 9. Nó thân này tầm khoảng 2 tấc ha. 2 tấc. Rồi, giá luôn anh ơi. 400k. Bao phí ship luôn ha. Rồi, 30 ha. Rồi bà con nào lấy giá sỉ giao bằng xe thì thương lượng thêm ha. Tại vì anh lên là đại diện hai cây thôi nha. Là nó cái chi cành nó vậy đó, nhưng mà cái hàng chưa muốn về nó cao lắm. Mã số 34. 6 lận. Cây này một cốt dốc đọt ha. Ngang 130, quân chị cao 130 ngang. Cây này một cốt dốc đọt. Ngang 101. Này về vô dây lại là bẻ ra là ok. Rồi, toàn trùng do này em lên đại diện hai cây thôi. Dựa còn nhiều lắm. Cái này, cái này cũng đặt ở trong một cái chậu nha. Đó, nó nguyên một cái nồi nè. Chậu thì hồi đó mình trồng trong chậu đen ha. À. Quành chính. Chính. Thất thân. Thằng 30. Rồi giá lên đây. Cũng là giá 400k. 400k. Mã số 30. 34. 34 cũng là cuối clip nha bà con. Rồi cuối clip luôn Kha Sang ha, Sang ơi. Cuối clip em cũng chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ em trong thời gian qua. Em chân thành cảm ơn bà con.